Nguyện nhờ công đức cao dày khóa môn sám hối đêm ngày hằng chuyên ăn năn ba số não phiền cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành sáng soi ba tuệ ba minh ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em bốn vô lượng bốn tín tâm mà ác duyên thông khổ không cần sợ chi nhân duyên năm số động thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sao trần chẳng thế làm mờ trăng sao anh sao ba la mật hạnh cao sao thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm ô chẳng vương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nguyên nhân bảy số trở đi cho đến mười số tức thì tiêu tan anh ngồi hoa thanh tịnh yên bàn tám công đứng thủy quay màng lưỡi xanh hành mười vị cũng viên thành đoạn trừ chín đô thực hành chín phen anh nguyên nhân mười một trở lên mười hai mười tám nhân phiền não tiêu nhằm vào thế tánh cao siêu tánh không lý giải muôn điều đều thông anh bánh xe chánh phá chuyển vòng ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh mười tám bất công hoàn thành vô lượng công đức sẵn dành độ tha nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng nguyện lòng cung kính mười phương chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nay con đảnh lễ Phật rồi xin sám hối việc muôn đời lâu xa nguyện rời ác hữu chúng ma dựng xây cuộc sống an hòa tương lai tiêu trừ nghiệp án lâu dài thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm lỗi ưu phiền đôi khi cũng do tập quán hành vi cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng thánh còn tu chẳng dễ dàng phàm phu dám hỏi cương cường đường ru các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được ai kẻ ngu nào có biển hay lỗi lầm che giấu tôi ngày càng tăng anh triền miên như cá sông hằng chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai phát tâm hổ thẹn sớm mai triệt tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây toàn nhờ công đức cao dày
của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn. Khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình, ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao ai. Một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi. Nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu nạn hiểm hố hang, bước vào lỗi lầm tạo tới chân nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay. Chẳng từng biến sống hàng ngày, ý lời phân dạy mà dạy công tu hình. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huế mãn công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đau dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dài khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên. Chư Phật Bồ Tát thanh hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Lại xin sám hối phần tiền, ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần. Sợ khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn này ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên. Kẻ thưa đời trước oán khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung mang. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kéo oán. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oán uống gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sắm chết nghiệm gì cũng ra. Tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mình anh.
Diêm Vương nội trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim thang vàng, cũng không thoát cánh cửa bàn che xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này con sám tự đáy lòng, cẩn cầu Phật thánh thay động chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam. Tùy theo tính chất việc làm, đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến anh. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham. Giận hờn phát tác nghiệp sân, vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạn khinh chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần. Học tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngã tâm tánh hung hăng, luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai. U mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thanh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Đế đầu sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con. Tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng chói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm. Mà sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần. Sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạc lòng. Dập đầu lại đấng chi công, lại chưa hiền thanh rú lòng chứng tri. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha. Tội tự ý nghiệm gây ra,
tội chính là tham sân an. Si mê ai dùng sân trần, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền. Nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng. Sao nhập thực chất rộng không, mà ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn. Ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân. Chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Giờ đây đành lễ phần rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt thiện sinh, chú tâm quan sát tiến trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên, tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiện lành. Bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan thiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi. Tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiếu thân nhào tới lửa lò. Tự thiêu tự đốt thành tro hoang tàn, vì vô minh mới nghênh ngang. Lìa xa bản tốt không màng lời hay, Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng. Hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng hết lại hoàng xuất sanh. Làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi.
Vậy mà vẫn cứ biến lời, vẫn không biến sám ba đời nghiệp oan, khác gì nước ngập hố hang mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sát bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịt như trời đầy sao, mênh mông chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như, triệt tiêu ba kẻ nỗi thùng. Ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng, mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh, luân hồi hư huyễn vô hình. Trở về bản giác chuyên vần pháp luân, bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất dị trong ngần lưu ly, việc siêu tư cú bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếm độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên, quán xong bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tùng. Vượt dòng sinh tử vân vô cõi thường, con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chư tôn. Từ vô thị đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lắp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh. Không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì, nghiệp hoang bức bách biết gì nữa đâu anh. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù trắng nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền não cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn, quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng xong, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm thứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi, tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh. Vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thực thi, tứ nhiếp pháp chẳng biên gì, đại thừa bốn thế ngũ si chẳng tường.
mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trì kiến như mù. Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn, nào phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, nào phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn, cũng xin tha thiết lòng xóm không sợ, hướng về chư Phật chư Tôn khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong, mà một mai đạo quả đạt công, nguyện về cứu độ tân cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu, từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong em. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tình thanh cõi phân hòa đồng chúng sinh, tiến sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thấu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập thánh siêu phàm diễn ca, não phiền của cõi ta bà, vô minh vì tế cũng đà triệt tiêu. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông, mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời, nay còn phát nguyện đời đời, cuối đầu lại Phật ba thời chứng. Cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã ăn năn. Sám phiền não chướng vết hằn nội tâm, bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau, con xin tha thiên khẩn cầu. Sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên, nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời, nghiệp là mầm mống luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân, nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bằng. Phàm phu trí thiện
toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, ở nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Xin báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sao hướng đền, hộ bao lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ cặp hơn mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp thương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau, án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên anh. Dễ gì thành tựu chú viên mọi bề, nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ báo đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi.
của hàng hiền chúng tăng ni, tình pha đổi không chi chẳng làm, mà kể ra con xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn đắng tăng cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh em, mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lầm. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật nghiệp dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba.
từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tỳ. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa té cưa thân hình, hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phẫn dơ. Hoảng làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thị chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì yêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn băng lưới chài chó săn. Đặt cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy gặp không nơi thoát đào. Hoặc nuôi gà vịt dê heo, để dành làm thịt uống chiều miếng tham anh. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn. Chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời. Oan than thâu đến tận trời, đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh. Chỉ vì ba tấc lưỡi tanh, mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễn nhau. Đạn bom pha xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm. Hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn, đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung. Nghề đau phủ thủ lành
thanh lung, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cúng bao tàn. Phanh thay loài vật dung nhan trắng trơn, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, khẩn hoang trồng chia bén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chứng ngô mùi em dồn, mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy phận rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn cỏ cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oan. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bản vàng tài sản của người hoàng,
hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngược đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vài cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nồng thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối ăn đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt trăng, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên. Nay còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thị mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào xê vắn chín bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài biệt riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tội tình vô cáo cầm da má, gây nên hoàng trai bất nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tài, dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng chê cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi phần đa, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành.
ăn năn sám hối tội tình hoàn không. Nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, ý phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn ơi loài. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si hơn. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm. Ác miệng môn thứ bao gồm,
lời nói thô ác ôm sọt dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đóa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua khu phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa ở trong thân quyến bất hòa hai tranh hai cãi người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn cuối đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phủ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quốc hòa oán trời trách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối niệm điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm anh mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoang dùng ý ngữ khoe tài vu không xuyên tán chê bái trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan khó nổi có bài ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh
Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ta tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường. Tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa. Cũng vì theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh. Làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày, con nguyện tu sửa từ đây. Nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong. Nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành đành, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền. Ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu. Nhập hàng thanh giả chân tu anh. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm. Mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại. Hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn. Hướng về vô thủy tội căn, giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn. Đắm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều. Mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non. Làm cho chi khí hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn đoàn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán xanh. Lưỡi thèm thịt béo cá tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều. Ý tưởng tưởng cao siêu, lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn. Nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phận đàm. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm. Sám tai công đức vô ngần, thưa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên.
Nhờ công đức sám mũi nên ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng nếm toàn pháp vị không màng lời danh anh. Sám thân công đức hoàn thành áo Như Lai mặc hiểu rành tánh không mà sám ý công đức cũng đồng mà diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ nguyện đem cái mạng sống hờ quy có duy vị chúng sanh. Cuối đầu lại đứng chi tôn đối với tam bảo còn nghiệp sau từ nay con nguyện hồi đầu chí thành sám hối cần cầu thứ tha. Con xin thành thật tỏ ra những ác nghiệp khác để mà ăn năn phần dạy người ở thế gian có đủ sức mạnh giữ hàng thánh nhân. Một là người có tâm tà mà là người có trí không ham loạn cuồng giữ mình không dám tha buông mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng tin. Hai là tâm quý trong mình không xuôi kẻ khác tội tình làm ra có tàm có quý mới là có nhân có nghĩa mới ra con người. Không tàm không quý uổng đời làm người mà tánh như loài súc sinh. Do đây một gia chi thành cầu xin sám hối hồng danh phận đàm. Từ xưa tin thuyết tà ma sát hại sinh vật dân tà cũng yêu nghĩ rằng thần quỷ cao siêu nên hồng lo lót mong tiêu tai nạn. Hoặc là giả thanh giả thần tự xưng là đấng giáng trần độ sinh bao nhiêu ác nghiệp tẩy đình con xin bộc lộ tâm tình từ đây. Kể từ vô thị đến nay nói năng ngạo ngưỡng lòng đầy kiêu sa ý mạnh hiếm yêu hét la chè chen cuồng loạn lạ cả ngày đêm kinh kỳ hết thải sang hèn. Tự cao tự đại chẳng kiên nể gì từ vô lượng kiếp đến nay ham ăn ham uống ly bì say sưa chẳng còn chừng mực sớm trưa thịt hầm cá sông chẳng chừa món chi. Ngũ tân cũng chẳng sợ gì hôi nồng kinh tưởng khánh kỳ tình cháy vọng tâm mơ tưởng trời mây lân là kẻ xấu mang thầy lánh xa bao nhiêu ác nghiệp kể đáng.
Con xin sám hối Phật Đà chứng minh, từ vô thị kiếp lai sinh, kiêu căng tự thị nhân tình bất phân, chẳng nề phải trái nhân luân, cái chày cái cối tranh phần dành hơn. Tự chuyên kiêu ngạo dẫn hờn, ước mơ viễn vọng nguồn chân chẳng màng, nay con sám hối mọi đàn, chi thành phát lộ cũng vàng mười phương. Lại còn buông gạn bán lường, lòng tham không đáy chẳng nhường nhịn ai, chẳng nề nề nghiệm án tai, chẳng kiêng lừa dối chẳng nài điệu ngoa, tu hành chẳng tránh xa hoang. Chẳng tu giới đứng ham quà cúng dân, nay còn xa mà hối mọi phần, kể từ vô thị lần lần đến nay, thành tâm phát lộ phơi bày, ác nghiệp như thế từ nay xin trường. Cùng từ vô lượng kim xưa, á tâm tàn nhẫn chẳng chữa điều chi, xích xiềng đánh đập nô tỳ, phá cầu triệt cống đường đi biết rào. Chí thành phán lộ thâm sâu, ăn năn sám hối mong cầu nghiệm tiêu, xưa nay tội ác bao nhiêu, vì quen phong túng buông liều giả tâm, bạn bài nhậu nhẹn ngày đêm. Chẳng còn giờ khắc tham thiền tu thân, biến lời suy nghĩ xa gần, sáu căn buông thả tâm thần u mê, tham sân tật đố tràn trề. Cuồng phong lửa giữ đôn đi nghiêm lành, nhắm đường địa ngục thọ sanh, anh mong giải thoát khó thành thiện nhân, từ nay tội lỗi xa gần. Con xin sám hối ăn năn chí thành, bao nhiêu tội ác đành rành, tự mình tạo lấy hoặc mình khiến sai, hoặc vui vẻ tán tụng người, hoặc dùng thế lực bắt ai phải làm lại những điều thất đức phi nhân. Nay còn sám hối muôn phần ăn năn, mong nhờ công đức thiện căn của lòng sám hối truy tầm nghiệp quan, mà tu được tánh nên biến lòng liêm sĩ biết hòa dưới trên, nhẫn kham gần gũi người hiền, lánh xa kẻ ác chế kìm sâu căn, quyết tâm lập chí tu thân. Giữ gìn ba nghiệp lần lần tỉnh thân, tâm bồ đề nguyện viên thân, sống vì lợi ích chúng sanh mọi loài, chi thành sám hối đêm ngày, mười phương chư Phật các ngài chứng tri. Cuối đầu đánh lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn, sám phiền não chướng cội căn, sám ác niệm chướng hai phần đã xong. Còn khổ bao chướng mênh mông, mà cũng xin tuần tự hết lòng có phân, trong kinh Phật dạy ân cần, dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu.
trên không hoặc bất cứ đâu, nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra, chỉ duy sám hối mới là pháp màu rửa sạch chướng ma nghiêm trần. Khi xưa Đế Thích mãn phần, cám chiêu năm tướng suy dần hiện, tức thời quy hướng phần đà, triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu anh. Sám hối thật pháp nhiệm màu, khả năng diệu tội chẳng đâu sánh bằng, phàm phu ngu muội hung hăng, không người chỉ vẽ tội bằng thái sơn em. Tánh ưa làm án chẳng sờn, đến khi gần chết vẫn còn ác tâm, trong giờ phút cuối nghiệp tâm, cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra, đầu trâu mặt ngựa quỷ ma, hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan. Bây giờ dù có ăn năn, có mong sám hối cũng bằng uống công anh. Lúng mạnh biến nhát buông lung, mà không chịu tính đức chẳng mong làm lành, quả báo thiện rõ rành, án thời địa ngục một mình cứu mang, vẫn dầu cột lửa bảy hàng, tránh sao coi cảnh xương tan thịt bầm. Bây giờ dù biến lỗi lầm, mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền, thế nên cuộc sống hiện tiền, phải cần tu tập phải chuyên làm lành, quỷ vô thường đến thịnh lình, chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn. Tài nào giữ được lâu bền, sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua, cơ đồ trăm vạn dấu thừa, cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn, gia đình của cái tiêu tan, như trò ảo thuận thế gian thường bày. Sao không suy ngẫm sớm chạy, không lo sám hối sâu dày nghiệp oan, khi năm thiên sứ hiện thân, quý vô thường đến bất thần chạy đâu, tránh sao cổ bao đau đầu, một lời sám hối nói đâu đường nào. Dẫu rằng phương đứng bao nhiêu, được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui, một mai phước bao hết rồi, tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ. Gương ông làm Phật sờ sờ, thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu, thân chưa giải thoát ngục tù, nên khi mạng hết lại vô luân hồi. Thân tròn chịu mấy trăm đời, sao ta chẳng lấy gương người mà soi, đến như việc nhỏ trên đời, cửa quan phải đến cũng thời lo âu. Thâu đêm lo lắng ban đầu, xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì, thế mà nào có biết chi, từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao anh. Vẫn không e sợ chút nào, chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu. Ngày nay sám hối thân cầu, mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây, tề địa ngục khổ thay, như là
lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra quanh, thì ngục tượng là sắc vây, trên thì lưới sắc dân đầy, dưới thì rừng kim đao dày đang nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó khác nào nướng quay, cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân, đầu trâu ngục tốt rần rần, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày, trên công bổ xuống bầy nhảy ruột gan, như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong, mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la, khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay, khổ báo chân nấu nướng quay. Chui vào lò lửa tan thay vàng dầu, khổ báo tàn phổ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi, khổ báo lòng đốt rã rời, dây đen địa ngục sáu thời thiết căn, khổ báo ngập nướng trôi sông, chìm trong địa ngục cho hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng, khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay, khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục bánh sắc nghiêng say tan bàn, khổ báo mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui, khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh, khổ báo mổ cắt xe phanh. Địa ngục mọc sẵn treo mình ngưỡng chân, khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục cháy đốt rần rần gào la, khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây.
khổ báo như dại như ngay à, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm mà bốn ngàn tám vạn ngục phân à, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau à, khổ báo có ruột rút đầu à, vốn xương não tùy biết đâu nói cùng nhốt giam lẫn lộn trùng trùng mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con ngay thân mình lung chẳng còn à cũng xa ngục đo oán hận chứa chan à tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn muôn phần thông khổ vạn lần đau thương ngày nay sám hối mười phương chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn à, nguyện cho khổ báo ngàn muôn à, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành ăn năn sám hối pháp lành hiện ra khổ báo địa ngục hằng xa thì thành sắc thấy là tinh thánh ăn án đạo cũng chỉ là danh à, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui à, nỗi đau cây kiếm vạn soi à, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng đầu cho mặt ngựa tàn hung mà biến thành bồ tát đầy lòng từ bi à, tội nhân ngục tốn theo vi à, thảy đều thoát khổ tức thì an vui an. Pháp tâm vô thượng đời đời à, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na con xin đành lễ Phật Đà quy tam bảo ta bà mười phương. Sau khi đành lễ Phật rồi con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn trong kinh Phật Đà báo ban rằng trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều vì tham. Nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời cũng không vừa ý xuống đời khổ đau. Biển đâu đang đứng bờ cao bên lề vực thăm cửa vào cõi mê em. Của ba ấm đạo gom ghê khi hơi thở dứt vật kia xa liền không gặp thiện hữu báo quyền nên làm phước đức như tiền chắc chiếu em. Dành cho kiếm sống mãi sao à, thì ba đường dư xa vào chẳng oan à, tương lai chẳng biết lo toan à, thật là khẽ dài rõ ràng thâm u anh. Trong kinh Phật chỉ đường tu à, sinh ra chẳng có một xu đeo người à, đến khi thân đã chết rồi à, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây à.
cũng đành thôi sạch trắng tay. Mòn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo, cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói rách cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân, phương đức chẳng thể cậy trông, lọt vào ác đạo có hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai, ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Nguyện xin sám hối trước tiền, súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan, tha sinh cầm thu giá mang, không có tri thức cam làm ngựa trâu. Kéo cày trả nợ thâm sâu, hoàng làm loài thú rút đầu không chân, làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi, hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân, súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh, phận giờ máu mổ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam. Bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên, khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vua nịnh điêu hoa, ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình. Gánh cá trắng bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, báo thân thần quỷ chẳng cam ăn. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan. Nguyện nhờ công đức ăn năn, sám hối khổ báo hiểm phàm súc sinh. Sẽ màng ưu tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mãi nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lo chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tập kiêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì
làm điều ít lợi khắp vị nhân thiên. Nguyện rằng từ đây trở lên đến ngày đạo quá chu viên Bồ Đề, không còn khổ bao bốn bề, ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh. Sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư. Trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư. Cho nên xin mang diêm phù, cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa. Huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nạn rời tâm. Mà khổ bao nung nấu âm thầm, là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi. Truy nguyên khổ bao cũng vì, tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám chữa Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa. Bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ. Biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân quả sẵn chờ báo chúng em. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lãnh chia nghiệp quá không mong thoát nạn. Sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh. Giá quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đáo đầu dẫn đưa. Ba án tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường. Họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau em. Oan gia khổ bao đổi đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đạo bình, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên. Xa quê mồ mả tổ tiên anh, nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu. Khổ báo lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra. Khổ báo miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan. Khổ báo hoạn nạn miên man, dịch tả số ve phong hàng liệt thân. Khổ báo á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ báo yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường.
Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nàng. Hải hùng thú giữ trên ngang, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo từ đâm mang, tự treo tự sát tự cầm vật sâu. Lửa dữ mà tự nhạo đầu, cháy tiêu thần xác chẳng cầu mà vương. Sám hối cổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiền thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào. Đời này và cánh đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn nay năng. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong. Mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân. Chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này. Ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chút chi. Cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu. Nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm từ an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếm kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuận từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật pháp vang lừng thế gian. Đại thừa đáng ra đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng
cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phước trí viên thành đạo sau, cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh tiên tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù, mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành, mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của ai.